gì vậy? Ông ấy cho xem ảnh của mấy anh nào ấy. Ôi trời ạ. Cô nhìn cái phòng kia cái gì? Ôi mẹ ơi, dám xuống ra đây thế nào? Nếu không thì hai người kia đã không đứng đấy chứ. Tí còn ra không phải lo. Đảm bảo cháy ra. Tự dưng vô nắng hó ra đó vẫy phát. Ai đứng cửa vội xin có ra vẫy không ạ? Có. Thành viên này có. Ôi. Ủa, chắc phòng vệ sinh thật. Vệ sinh mà. À chắc là ui. Ô, 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 ô